Vâng, xin chào các bác nha. Rất vui được gặp lại các bạn trong các bác trong một clip mới. Thì trong clip ngày hôm nay nha, thì bên em sẽ lên một con máy ngang mới của Daiwa. Con này là con BT100. Thì là một dòng máy rất là mới nha. Các bác mà lên trên mạng thì chắc cũng ít thông tin thôi. Thì có lại nhà chính xác. Cái đây khoảng, em nhớ là khoảng 7-8 ngày gì đấy, em lên trên mạng thì vừa thấy Daiwa phăng lớp con lại lên. Đó, em nhìn thông số này, nhìn hình ảnh này rồi vân vân, thì em thấy cái máy này đặc biệt là nhìn giá tiền nha, em thấy con này mà con này ngon quá, con này mà về Việt Nam thì quá chuẩn luôn, có thế nào đây qua Việt Nam mới nhập luôn đó. Thì hôm qua mới thấy là nó mới up lên, thì hôm nay mượn con làm clip review. Con này thì bên em có up lên trên web rồi nhưng mà chưa có chính thức bán, là thì phải ngày mai hoặc ngày mốt mới đầu mới chính thức bán nha. Đây con này nó có nhiều cái hay lắm, có một số điểm như thế này nha. Đầu tiên là em thấy không, là về cái màu sắc đúng không, cái màu là màu đen bóng kết hợp với cả màu vàng. Đây là cái màu mà ở Việt Nam anh em chơi rất là nhiều luôn, đúng không? Màu ưa thích luôn. Và thứ hai là cái mức giá nha, còn lại thì em nhớ là bảo khoảng hơn 2 triệu một chút, 2 triệu là mấy chục gì đó. Đó, và có cả tay trái tay phải luôn đó. Thì cái mức giá đây là cái mức giá mà đang rất là đẹp luôn, tại vì cả Daiwa, Shimano, Abu các thứ thì đều chống phân khúc này đó. Cái mức giá này, cái phân khúc này là phân khúc mà thực sự là nhiều, rất ít máy để lựa chọn đó. Và với cả một cái điểm mà thế nào nhỉ, gọi là đáng ăn tiền là đúng không? Đây đang ăn tiền đây còn này đó. Thì cái tầm giá nha, thì anh em nào mà quan tâm và hiểu biết về công nghệ một chút ạ, thì sẽ biết là với cái tầm mức giá mà phải trên 2 triệu một chút nha, thì mới có những con máy có bộ khung kim loại, có bộ khung kim loại như con này, như con này nha, mà vừa mà giá mà 2 triệu còn lẻ một chút nha. Thì đây con này này, quá nhìn thấy không, ra bộ khung là khung kim loại nha, là con này là size của con này là rất là hiếm luôn đó, nói là rất là hiếm. Đó, khung kim loại nó khung nhôm nha, chính xác là khung nhôm luôn. Và các bác nhìn thẳng qua đây là thấy cái bên đơn kia đâu, bên đơn kia nó bằng thau đó. Đó, khung nhôm là khung nhôm là đi đơn kia, cái bộ kia với cả bộ nhôm đó là bằng thau rất cứng cáp luôn đó. Thì tại sao con này em bảo con này thì làm bán rất là ngon luôn đấy, đặc biệt là cái mức giá tốt này, cấu hình của nó cũng chuẩn luôn. Nói thứ hai là đó, một khung nhôm mà giá 2 triệu hơn một chút thì quá chuẩn luôn, rất rất là ngon luôn. Cho nên em cái này thích, thực sự thích luôn, mà thế đấy là loại có luôn đó. Đó, thế nha bác nha, đây các bác.